Về chọn tuổi đẹp xông đất xông nhà đầu năm mới 2022 cho gia chủ tuổi Giáp Ngọ, người sinh năm 1954. Về việc chọn tuổi xông đất xông nhà trong đầu năm mới mà hợp mệnh với gia chủ Giáp Ngọ sinh năm 1954 thì sẽ mang đến phú quý bình an may mắn cho gia chủ trong năm mới Nhâm Dần 2022. Thứ nhất là tại sao phải xông đất xông nhà trong đầu năm mới? Với đêm giao thừa, nó là thời điểm giao thoa giữa năm cũ và năm mới. Khi mà qua thời khắc giao thừa, nó là năm mới đã sang. Và người dân Việt Nam chúng ta đã quan niệm rằng khi bắt đầu từ thời điểm này trở đi thì bất cứ ai từ ngoài đi vào nhà mình đều với một lời chúc mừng năm mới thì chính là người xông đất xông nhà cho mình trong đầu năm mới. Và đầu năm thì nó tượng trưng cho sự khởi đầu năm mới. Chính vì thế, nếu ngày đầu năm mới mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ thì cả năm mới cũng sẽ được hưởng phúc lành, may mắn hơn. Vì vậy mà việc chọn người xông nhà xông đất đầu năm mới từ đó nó phát sinh ra. Và theo các quan niệm trong dân gian thì gia chủ có thể dựa vào cuộc sống của người xông nhà hay xông đất ở thời điểm hiện tại để dự đoán về vận hạn có thể xảy đến với gia đình mình trong năm mới. Và người ta mong rằng sẽ luôn luôn được hưởng thêm may mắn cát lành là nhờ vào sự may mắn thành đạt của người xông nhà. Và ngược lại, nếu mà người đến xông nhà xông đất trong đầu năm mới mà sức khỏe người đó không tốt, hay công danh sự nghiệp bất ổn, hay tình duyên kém sắc, thì có thể khiến cho những điều kém may mắn đó nó lan truyền sang cho chủ nhà. Và có thể thấy rằng với tục xông đất xông nhà đầu năm không chỉ là thể hiện và mong muốn khát vọng về cuộc sống êm đềm hay hạnh phúc thịnh vượng của gia chủ, mà nó còn là một căn cứ để dự đoán những vận hạn trong năm mới để biết đường đón tránh. Không chỉ các gia đình mà ở trong các doanh nghiệp hay những người làm kinh doanh cũng rất quan trọng với những chuyện chọn người xông đất xông nhà trong đầu năm mới. Họ sẽ chọn ngày lành tháng tốt để khởi đầu công việc trong năm mới, cũng chọn người xông đất để năm mới xôn sẻ, làm ăn thuận lợi, hanh thông, tiền bạc dồi dào hơn năm cũ. Về thứ hai là chọn người xông đất xông nhà đầu năm mới như thế nào là tốt. Về thông thường thì theo các gia đình sẽ tìm những người hợp tuổi với mình để nhờ xông nhà đầu năm mới cho đẹp. Về hợp tuổi ở đây là chỉ những người có tuổi con giáp là tam hợp hoặc nhị hợp với tuổi gia chủ. Ngoài ra, khi xem tuổi xông đất xông nhà còn phải dựa vào từng năm con giáp khác nhau để chọn được người phù hợp nhất. Ngoài những việc chọn người hợp tuổi với mình thì gia chủ cũng nên xem cả mệnh ngũ hành để chọn người có mệnh tương sinh với mình, để có thể năm mới được tốt lành, an khang, quý nhân phù trợ nhiều hơn. Còn người được chọn đến xông nhà xông đất nên phải là người có tính tình hiền lành, vui vẻ phóng khoáng, là người có tính cách. Và chọn người có tính cách cũng là mong cho năm mới con cháu nhà mình tốt lành như vậy, cũng như mọi việc trong năm hưởng lộc của người xông nhà xôn sẻ là điều quý báu. Người ta cũng hay mời những người có tên hay, tên đẹp đến xông đất cho mình trong đầu năm mới. Đó là những cái tên như Phúc Lộc Thọ, An Khang Cát Tường, Lộc Phát. Nó mang ý nghĩa tốt lành như lời chúc đầu năm mới, vạn sự như ý, mang niềm vui đến cho gia đình. Với người xông đất đầu năm có thể là bạn bè, anh em, hàng xóm láng giềng hoặc họ hàng, nhưng cũng có thể chính là người trong nhà. Còn nếu là người trong nhà mà đến xông đất thì trước giao thừa sẽ phải ra khỏi nhà, chờ qua giao thừa sẽ về nhà. Thường thì đó sẽ là người dễ vía, đủ các phẩm chất như phía trên đã nói. Và người này trước giao thừa sẽ có thể là đi lễ chùa, xin hương hái lộc mang về nhà, đồng thời cũng là mang lộc về nhà mình trong đầu năm mới. Làm vậy sẽ thuận tiện và chủ động hơn cho gia chủ nhà, không cần phải nhờ người khác. Còn với người xông đất không phải là người trong gia đình mà là hàng xóm, láng giềng, bạn bè, có thể chờ đến sáng ngày mùng 1 Tết mới xông nhà cũng được.
Và khi đến sông nhà sông đất thì người này thường sẽ mang theo chút quà mừng Tết cho gia chủ, cũng có thể là lì xì cho người già trẻ con ở trong nhà, và quan trọng nhất là có lời chúc Tết tốt đẹp cho gia chủ trong những ngày đầu năm mới. Về thứ ba là những điều cần lưu ý khi chọn người xông nhà xông đất trong đầu năm mới. Khi chọn người xông nhà đầu năm phải nên chú ý và chọn, không nên chọn những người khó tính, người có suy nghĩ tiêu cực, người có tính nóng nảy và keo kiệt, hay là có lối sống sa đọa. Nếu như vậy thì năm mới gia chủ rất dễ gặp phải những chuyện xui xẻo ngoài ý muốn, công danh bất lợi, tài lộc khó về. Cũng chớ nên chọn người mà có cuộc sống đang gặp những điều khó khăn và trắc trở, như sức khỏe xấu, gia đình bất hòa, quá chồng quá vợ hoặc gia đình đang có tang. Về theo quan niệm trong dân gian thì đây là những người có vía xấu, rất dễ mang điều kém may mắn đến cho gia chủ. Đối với người đến trong nhà nên phải là người hợp tuổi với gia chủ, nếu không thì cần tuyệt đối tránh phạm tứ hành xung. Có nơi lại kiêng người xông đất là phụ nữ hay là bà bầu. Còn việc chọn người xông nhà xông đất tưởng dễ nhưng mà khó, tưởng khó nhưng lại là rất dễ. Đây là phong tục tập quán lâu đời của người dân Việt Nam chúng ta. Nó hướng về những điều tốt đẹp, an lành, cũng là để thắt chặt mối quan hệ giữa người với người trong cuộc sống. Và chớ nên vì chuyện xông nhà xông đất mà mâu thuẫn với nhau, khiến cho một năm mới kém vui. Về thứ tư là về xem tuổi xông đất xông nhà trong năm 2022 cho gia chủ Giáp Ngọ, người sinh năm 1954. Về thông tin năm sinh, với tuổi chủ nhà là Giáp Ngọ 1954, năm xông đất là năm Nhâm Dần 2022. Về bản mệnh, tuổi chủ nhà là Sa Trung Kim, năm xông nhà là Kim Bạch Kim. Về thiên can, tuổi chủ nhà là Giáp, về năm xông nhà là Nhâm. Về địa chi, chủ xông nhà là Ngọ, năm xông nhà là Dần. Và dưới đây là các tuổi xông đất tốt nhất để xông nhà xông đất năm 2022 hợp mệnh với gia chủ Giáp Ngọ, người sinh năm 1954, bao gồm các tuổi như sau. Thứ nhất là người tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982 là tốt. Thứ hai là người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 là tốt. Thứ ba là tuổi Giáp Dần, sinh năm 1974 là tốt. Thứ tư là người tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991 là tốt. Thứ năm là người tuổi Nhâm Thìn, sinh năm 1952 là khá. Thứ sáu là người tuổi Bính Ngọ, sinh năm 1966 là khá. Thứ bảy là tuổi Kỷ Dậu, sinh năm 1969 là khá. Thứ tám là tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990 là khá. Còn về phân tích quan hệ xung khắc giữa tuổi xông nhà và năm xông nhà, thứ nhất là người đến xông đất sinh năm 1982 là người tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Với ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy, nó tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ, bởi vì Thủy sinh Kim là rất tốt. Còn về ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy, nó tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần, bởi vì Thủy sinh Kim cũng rất tốt. Về thiên can tuổi xông nhà là Nhâm thì không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi xông nhà là Nhâm không xung khắc, không tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Còn với địa chi tuổi xông nhà là Tuất thì đạt tam hợp Dần Ngọ Tuất với địa chi Ngọ của gia chủ là rất tốt. Còn địa chi tuổi xông nhà là Tuất thì đạt tam hợp Dần Ngọ Tuất với địa chi Dần của năm Nhâm Dần là rất tốt, và tổng số điểm là 18 trên 20 điểm là rất tốt. Thứ hai là người đến xông đất mà sinh năm 1967 là tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Với ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy thì nó tương sinh với ngũ hành Kim của gia chủ, bởi vì Thủy sinh Kim là rất tốt. Còn về ngũ hành tuổi xông nhà là Thủy, nó tương sinh với ngũ hành Kim của năm Nhâm Dần, bởi vì Thủy sinh Kim cũng rất tốt. Về thiên can tuổi xông nhà là Đinh lại không xung khắc, không tương hợp với thiên can Giáp của gia chủ cũng tạm chấp nhận được. Về thiên can tuổi xông nhà là Đinh thì tương hợp với thiên can Nhâm của năm Nhâm Dần là rất tốt. Với địa chi tuổi xông nhà là Mùi đạt lục hợp, Ngọ hợp Mùi với địa chi Ngọ của gia chủ là rất tốt. Còn địa chi tuổi xông nhà là Mùi không xung không hợp với địa chi Dần của năm Nhâm Dần là chấp nhận được.
và tổng số điểm là 17 trên 20 điểm là tốt. Thứ ba là người sông đất sinh năm 1974 là tuổi Giáp Dần thuộc mệnh thủy. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thủy, nó tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, bởi vì thủy sinh kim là rất tốt. Còn ngũ hành tuổi sông nhà là thủy thì tương sinh với ngũ hành kim của năm Nhâm Dần, bởi vì thủy sinh kim cũng rất tốt. Về thiên can, tuổi sông nhà là giáp, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là giáp thì không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Còn với địa chi tuổi sông nhà là dần, không xung không hợp với địa chi dần của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Và tổng số điểm là 16 trên 20 điểm là tốt. Thứ tư là người sông đất sinh năm 1991 là tuổi Tân Mùi thuộc mệnh thổ. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thổ thì tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của năm Nhâm Dần, bởi vì thổ sinh kim cũng rất tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ là chấp nhận được. Về thiên can tuổi sông nhà là tân, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Còn với địa chi tuổi sông nhà là mùi, không xung không hợp với địa chi dần của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Và tổng số điểm là 16 trên 20 điểm là tốt. Thứ năm là người sông đất sinh năm 1952 là tuổi Nhâm Thìn thuộc mệnh thủy. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thủy tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, bởi vì thủy sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là nhâm, không xung khắc, không tương hợp với thiên can giáp của gia chủ là chấp nhận được. Còn với địa chi tuổi sông nhà là thìn, không xung không hợp với địa chi của gia chủ là chấp nhận được. Và tổng số điểm là 14 trên 20 điểm là khá. Thứ sáu là người đến sông đất sinh năm 1966 là tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh thủy. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thủy tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, bởi vì thủy sinh kim là rất tốt. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thủy thì nó tương sinh với ngũ hành kim của năm Nhâm Dần, bởi vì thủy sinh kim cũng rất tốt. Còn về thiên can tuổi sông nhà là bính thì trực xung với thiên can nhâm của năm Nhâm Dần là không tốt. Với địa chi tuổi sông nhà là ngọ, đạt tam hợp dần ngọ tuất với địa chi dần của năm Nhâm Dần là rất tốt. Và tổng số điểm là 14 trên 20 điểm là khá. Thứ bảy là người sông đất sinh năm 1969 là tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh thổ. Với ngũ hành tuổi sông nhà là thổ tương sinh với ngũ hành kim của gia chủ, bởi vì thổ sinh kim là rất tốt. Về thiên can tuổi sông nhà là kỷ tương hợp với thiên can giáp của gia chủ là rất tốt. Về thiên can của tuổi sông nhà là kỷ, không xung khắc, không tương hợp với thiên can nhâm của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Với địa chi tuổi sông nhà là dậu, không xung không hợp với địa chi dần của năm Nhâm Dần là chấp nhận được. Và tổng số điểm là 14 trên 20 điểm. Qua những nội dung trên, nếu các bạn thấy hay, hãy like hoặc chia sẻ cùng bạn bè hoặc đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất và nóng nhất của kênh chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ, bình an và hạnh phúc nhất. More champagne and the fireworks.